Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 3, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bà Rịa triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu. Phát huy mạng lưới phòng cháy chữa cháy ở cơ sở tại huyện Đất Đỏ. Huyện Xuyên Mộc, nhiều hộ thành công với mô hình nuôi con đặc sản. Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu sẽ được chuyển đến quý vị trong phần đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, Thường trực Thành ủy Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban chức năng. Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu hiện có 2.183 tàu cá với 9.828 thuyền viên, trong đó 834 tàu dài 15 mét trở lên khai thác xa bờ. Từ năm 2018 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, toàn thành phố có 31 tàu cá với 300 thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ vì sai phạm trong đánh bắt. Riêng trong năm 2021, có 2 tàu cá với 10 thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ. Thực hiện nghị quyết 12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp ngăn chặn chấm dứt việc tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các phường xã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân, phối hợp kiểm tra xử lý hành vi không thực hiện lắp đặt camera giám sát hành trình, kiểm tra chặt chẽ nhật ký hành trình của các tàu cá. Làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban chức năng về tình hình tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu lực lượng biên phòng, các phường xã, đơn vị có liên quan một mặt tuyên truyền vận động, mặt khác cương quyết xử lý mọi hành vi vi phạm. Các phòng ban của thành phố cần phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng của tỉnh, tăng cường kiểm tra kiểm soát tại các cảng cá, cương quyết không nhập vào bờ các sản phẩm không chứng minh được nguồn gốc, cũng như không có nhật ký hành trình. Điểm đến tiếp theo của chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là huyện Châu Đức. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân huyện Châu Đức khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề để thông qua các tờ trình đầu tư công năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân huyện Châu Đức xem xét thông qua các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về việc bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, danh mục kế hoạch vốn công trình hoàn thành và chuyển tiếp năm 2022, danh mục công trình thực hiện năm 2022 thuộc các nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, danh mục dự án và số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bến xe khách Kim Long và cơ sở dịch vụ vận tải. Quyết định chủ trương đầu tư công trình mương thoát nước chống ngập trên đường Đông và Tây Bào Sen, xã Xà Bang. Kết luận kỳ họp, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, các ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện giám sát các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện. Những ghi nhận tiếp theo tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa đang tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 1 năm 2022 cho 50 học viên là cán bộ các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3, các học viên là cán bộ các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Bà Rịa được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề gồm khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua lớp bồi dưỡng này, các học viên sẽ nắm vững kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó xây dựng ý thức, tu dưỡng, rèn luyện cũng như xác định phương hướng phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bà Rịa đã điều tra, rà soát trẻ em trên toàn địa bàn. Qua đó chưa ghi nhận trường hợp trẻ mồ côi do COVID-19.
Tuy nhiên, thành phố có 25 trên 282 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, cần được hỗ trợ chăm sóc. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bà Rịa đã kết nối, nhận đỡ đầu cho hai trẻ mồ côi cha mẹ ngụ tại tổ 2, ấp Bắc, xã Long Phước. Đó là trường hợp của hai chị em Lâm Kiều Mỹ Phụng, 11 tuổi và Lâm Quốc Long, 10 tuổi, hiện đang học lớp 5 và lớp 4 trường tiểu học Trần Văn Thượng. Phụng mồ côi cha từ khi mới 9 tháng tuổi, còn Long khi đó mới là bào thai trong bụng mẹ. Lớn lên, hai chị em ở với bà nội. Năm 2018, bà nội bệnh qua đời. Đến năm 2020, mẹ của hai em cũng bị bệnh rồi qua đời. Từ đó, hai chị em được cô ruột đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và cho đi học đến nay. Tuy nhiên, do cô ruột nghèo khó, thu nhập từ việc làm thuê bấp bênh không ổn định, nên việc chăm lo ăn học cho hai em gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ với hoàn cảnh này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bà Rịa đã vận động kết nối với chị Huỳnh Thị Ngọc Ngân, chủ cơ sở bánh Ngọc Hải, nhận đỡ đầu cho hai chị em Lâm Kiều Mỹ Phụng và Lâm Quốc Long, với mức 1 triệu đồng một tháng một em cho đến khi các em 18 tuổi. Bên cạnh đó, hội cũng đồng hành chia sẻ kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn về tinh thần cho các em và người nuôi dưỡng các em. Ba mẹ con mất sớm nên là con ở với cô Tư. Và cô Tư cũng lo cho hai chị em con ăn học. Hôm nay con được nhận học bổng của Hội Phụ nữ thành phố. Con xin cảm ơn sự quan tâm của các cô. Con hứa con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng các cô. Để con hai chị em con. Chị được kết nối của Hội Phụ nữ thành phố Bà Rịa thì chị cũng có biết là hai trẻ mồ côi hoàn cảnh gặp khó khăn khi mà không còn cha mẹ. Thì sau những cái thiện nguyện mà chị đã làm thì chị thấy cái này nó hợp lý. Chị quyết định là lo cho các bé được đến trường ăn học cho ổn định. Một phần là chị cũng muốn động viên các bé khi mà các bé thiếu thốn với tình thương của cha mẹ. Mẹ đỡ đầu là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Hội Phụ nữ các cấp nhằm xoa dịu nỗi đau và tạo điểm tựa nâng đỡ vững chắc để trẻ mồ côi cha mẹ vượt qua khó khăn, bước tiếp trên con đường phía trước. Trong năm 2022, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Bà Rịa phấn đấu kết nối, vận động các nguồn lực, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu ít nhất 15 trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố. Thông tin từ huyện Đất Đỏ sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ đã có buổi làm việc với Đảng bộ các xã Long Mỹ và Phước Hội về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo với Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ, Đảng bộ xã Long Mỹ cho biết, trong quý 1 năm 2022, tổng thu ngân sách của địa phương đạt hơn 1,9 tỷ đồng. Diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2021-2022 là 194 ha, đạt 33,6% kế hoạch năm. Năng suất lúa đạt bình quân 8 tấn một hecta, rau màu các loại đạt 15 tấn một hecta. Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm luôn đảm bảo, không để dịch bệnh xảy ra. Xã tiếp tục vận động người dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vận động 15 hộ ký hợp đồng liên kết với công ty cổ phần thương mại Bách Hoa Xanh trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm rau an toàn trứng dịch, đồng thời đầu tư 9 mô hình nông nghiệp. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 luôn được quan tâm triển khai. Tại buổi làm việc, các cơ quan ban ngành của huyện đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, việc đánh giá nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp, giải pháp nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân địa phương. Làm việc với xã Phước Hội, lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã yêu cầu đảng bộ xã phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo trong chăm lo đời sống nhân dân, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, duy trì và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý đất đai, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho gia đình chính sách, hộ nghèo, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đảng bộ xã Phước Hội cũng kiến nghị huyện quan tâm chỉ đạo hoàn thành cắm mốc đất công, góp phần đảm bảo 100% diện tích đất công được quản lý chặt chẽ, không bị lấn chiếm, xem xét bố trí nhân sự của Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng, sửa chữa hai tuyến đường trên kênh cấp 1 từ cầu Dài đến đập Hóa Giang, giúp nông dân vận chuyển nông sản được thuận lợi. Để chủ động phòng ngừa cháy nổ, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, trong đó chú trọng xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở.
Tại huyện Đất Đỏ, mạng lưới phòng cháy chữa cháy ở cơ sở được công an các địa phương không ngừng xây dựng và phát huy vai trò. Nhờ vậy, tình hình cháy nổ trên địa bàn luôn được kiểm soát tốt. Đặc biệt, ngay khi Nghị định 136 của Chính phủ quy định chi tiết luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 1 năm 2021, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tiếp tục được các địa phương củng cố tăng cường để đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy ngay từ địa bàn dân cư. Đây là một buổi sinh hoạt chuyên đề phòng cháy chữa cháy do Công an thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ tổ chức cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở khu phố Phước Trung. Hướng đến mục tiêu, mỗi gia đình cá nhân ở địa bàn dân cư phải am hiểu và có kiến thức về phòng ngừa cháy nổ. Công an thị trấn thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn như thế này cho các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, để lực lượng này tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân. Thì trong cái thao tác mà đội phòng cháy chữa cháy này á, thì bên ngành công an cũng đã là hướng dẫn cho các anh em là sử dụng những cái bình để mà khi mà giả sử có sự cố xảy ra mà sử dụng một cái bình cho thật hiệu quả, để cho cái tác hại của cháy này là không có được là lây lan ra. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở khu phố Phước Trung thị trấn Đức Đỏ có 12 người là cán bộ ban điều hành khu phố và một số người dân địa phương tham gia trên tinh thần tự nguyện. Mặc dù tự nguyện, song mỗi thành viên đều có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngay khi được kiện toàn theo Nghị định số 136 của Chính phủ, các thành viên trong đội phòng cháy chữa cháy khu phố thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tới từng gia đình để vận động tuyên truyền, nâng cao kiến thức phòng ngừa cháy nổ. Nhờ đi sâu đi sát nên từng hộ dân, đặc biệt là các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, đã tự trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Bây giờ là giao về cho tới địa phương như xã, phường, thị trấn về khu phố thì nó đi sâu đi sát ở dưới bà con nhân dân hơn, rồi nhắc nhở thường xuyên, rồi vận động, rồi cái tổ cũng thường xuyên đi thăm gọi hỏi, thì cho nên cái sự mà an toàn bảo vệ cho cái phòng cháy chữa cháy thì nó tốt hơn trước đây. Trên tinh thần tự nguyện, mặc dù là không có chế độ đặc thù cũng như là bồi dưỡng tập huấn, nhưng tâm thần nhiệt quyết của các đồng chí thì rất phấn khởi. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập vào năm 2014. Nhiều năm qua, lực lượng này đã đóng góp tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa phương. Đặc biệt, khi Nghị định 136 của Chính phủ quy định chi tiết về luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực thi hành đầu năm 2021, thì các địa phương tiếp tục củng cố lực lượng này. Riêng huyện Đất Đỏ hiện có 40 đội phòng cháy cơ sở phủ kín các ấp khu phố của 8 xã thị trấn trên địa bàn, với trên 450 thành viên. Mạng lưới này chính là cánh tay nối dài của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cũng là mắt xích quan trọng trong phòng ngừa cháy nổ ở địa bàn dân cư. Cục Thú y đã ban hành quyết định số 15 về việc cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Newcastle trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Việc được công nhận là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Newcastle cùng với chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm trước đây sẽ tạo điều kiện cho người chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thị xã Phú Mỹ có ý thức hơn trong phòng chống dịch bệnh, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững hướng tới xuất khẩu. Theo định hướng phát triển chăn nuôi và quy hoạch nông nghiệp tỉnh, thì xã Sông Xoài và Hát Dịch là hai địa phương của thị xã Phú Mỹ được quy hoạch và định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm tập trung, được Cục Thú y xác định là vùng đệm trong dự án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới hướng tới xuất khẩu. Tại hai xã này, đã có 20 trang trại nuôi 980.000 con gia cầm theo hình thức khép kín đang hoạt động, chiếm hơn 23% tổng đàn gia cầm toàn tỉnh. Tuy nhiên, số hộ chăn nuôi gia cầm theo hình thức nhỏ lẻ cũng còn khá nhiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm và Newcastle. Triển khai từ năm 2018 đến nay, kết quả lấy mẫu kiểm tra tỷ lệ bảo hộ vaccine Newcastle trên đàn gia cầm trong năm 2019 đến năm 2021 tại thị xã Phú Mỹ đều đạt từ 80,3% trở lên. Kết quả lấy mẫu giám sát lưu hành virus trên đàn gia cầm trong năm 2021 đều âm tính với virus Newcastle. Việc xây dựng thành công vùng an toàn dịch bệnh động vật trên gia cầm sẽ đáp ứng các yêu cầu về an toàn dịch bệnh của Cục Thú y và Tổ chức Thú y Thế giới, đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi an toàn, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu.
Điểm đến cuối cùng của chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc đã khuyến khích các hội viên trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển các mô hình nuôi con đặc sản. Mô hình đã mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần phát huy các điều kiện tiềm năng của địa phương. Chỉ sau 3 năm, từ 5 cặp chim trĩ đầu tiên, đến nay, anh Nguyễn Thanh Tân, ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc đã phát triển trại nuôi chim trĩ đặc sản của mình lên 200 con. Đây còn là địa chỉ tin cậy cung cấp giống chim trĩ cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Dũng có kiến thức về chăn nuôi gia cầm, lại có ấn tượng với mô hình nuôi chim trĩ, nên năm 2019, khi Hội Nông dân triển khai chương trình nuôi con đặc sản, anh Tân đã mạnh dạn xây chuồng và mua 5 cặp chim trĩ từ Thanh Hóa về nuôi. Tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi chim trĩ do Hội Nông dân tổ chức và kiên trì áp dụng, anh Tân đã làm chủ được kỹ thuật nuôi. Đàn chim trĩ của anh dần thích nghi với điều kiện sống và phát triển khỏe mạnh. Chỉ sau hơn 4 tháng nuôi, chim trĩ đã có trọng lượng từ 1,2 đến 1,7 kg và đến tháng thứ 6 thì bắt đầu đẻ trứng. Chim trĩ mỗi lần sinh sản khoảng 14 đến 16 trứng một lứa. Nhờ đó chỉ sau 3 năm, từ 10 con giống, đàn chim trĩ của gia đình anh đã tăng lên gần hơn 200 con. Trung bình mỗi năm anh xuất bán khoảng 3 lứa, mỗi lứa 200 con chim thịt, giá trung bình khoảng 190.000 đồng một ký. Còn đối với chim giống, anh xuất bán liên tục hàng tháng với số lượng từ 100 đến 200 con, giá dao động từ 35 đến 40.000 đồng một con. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu về từ 120 đến 150 triệu đồng. Về cái mô hình này thì được bên Hội Nông dân xã Hòa Bình và Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc là phổ biến và giới thiệu. Cái mô hình này phát triển hơn là những loại gia cầm khác. Thì nó mang lại lợi nhuận cao hơn rồi, nhưng mà không có mất thời gian chăm sóc. Việc mà làm vaccine cho loại này thì nó cũng đơn giản và dễ hơn những loại gia cầm khác. Thì em cũng đang tính là mở rộng cái mô hình này ra để giới thiệu và cung cấp cho con giống để giúp bà con ở tại địa phương hoặc là những địa phương khác phát triển thêm. Trước đây, ông Hoàng Văn Thám ở ấp Hai Tây, xã Bào Lâm, huyện Xuyên Mộc nuôi heo và nuôi dê. Nhưng do giá bán không ổn định nên việc chăn nuôi của ông thường bị thua lỗ. Qua tìm hiểu các mô hình nuôi, năm 2018 ông Thám chuyển sang mô hình nuôi ba ba. Lứa nuôi đầu tiên ông nuôi 1.500 con. Sau gần một năm, ông bán với giá 330.000 đồng một ký ba ba loại 1 và 185.000 đến 230.000 đồng một ký loại 2, loại 3. Sau khi trừ chi phí, ông còn lời 120 triệu đồng. Thấy đầu ra ổn định, lại dễ chăm sóc, nên ông Thám tăng gấp đôi số lượng ba ba nuôi. Với diện tích 3.000 mét vuông, ông chia thành 3 ao, mỗi ao nuôi 1.000 con. Nhất nuôi ba ba nó có được cái là giá cả nó ổn định, với đầu ra nó rất ổn định. Mình con giống mình cũng dễ nguồn nước tốt sạch, là mình nuôi được thấy là so với các loài nuôi khác, giá cả nó ổn định bằng con ba ba. Nhằm giúp nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, trong những năm gần đây, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng Hội Nông dân các xã vận động các hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo nuôi con đặc sản. Đến nay, một số mô hình đã phát huy hiệu quả như mô hình nuôi chim trĩ, nuôi ba ba, nuôi nai lấy nhung. Sự thành công của mô hình chăn nuôi con đặc sản đã tạo ra hướng đi mới cho nông dân trong phát triển sản xuất, đa dạng hóa đối tượng nuôi, đặc biệt là các đối tượng nuôi mới, đặc sản có giá trị kinh tế cao. Trong những năm gần đây thì Hội Nông dân huyện cùng với Hội Nông dân xã vận động bà con nhân dân thực hiện các cái mô hình. Đấy. Những cái mô hình mới như là cây đặc sản và con đặc sản để phát triển kinh tế cho hội viên nông dân. Cái này là vừa làm kinh tế cho gia đình, vừa phát triển kinh tế gia đình rồi hỗ trợ bà con nhân dân ở trong này học hỏi kinh nghiệm để phát triển nhân đàn. Hiện tại, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc đang phối hợp với các hộ gia đình và địa phương tuyên truyền hướng dẫn các hội viên khác tham quan, học hỏi kinh nghiệm để nhân rộng mô hình nuôi con đặc sản trong thời gian tới. Thưa quý vị, từ điểm tập kết, trung chuyển rác biến thành bãi rác hàng ngàn mét vuông gây ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc mà các phóng viên thời sự đã liên tục phản ánh trong các chương trình thời sự tuần trước.
ngày 9 tháng 3, Sở Tài nguyên Môi trường đã có văn bản 1294 đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc chỉ đạo khẩn trương kiểm tra xử lý. Trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, theo báo cáo số 27 của Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc từ năm 2018, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc không có trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu. Quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày được thu gom vận chuyển về khu chôn lấp tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên để xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Cũng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ năm 2017, các huyện thị thành phải thực hiện các giải pháp ngăn ngừa xử lý khắc phục ô nhiễm tại các khu tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, tránh gây ô nhiễm môi trường. Căn cứ vào quy chế phối hợp trong bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc chỉ đạo khẩn trương kiểm tra xử lý tình trạng điểm tập kết trung chuyển rác thải trở thành bãi rác gây ô nhiễm, theo phản ánh của báo chí tại ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh 9 tháng 3. Đến dự lễ trao quà có lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy Xuyên Mộc, Thủ trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc và lãnh đạo xã Hòa Hiệp. Tại buổi lễ trao quà, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong 76 năm qua, đồng thời khẳng định và tôn vinh những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như thực hiện nghĩa vụ quốc tế dễ dàng. Tiếp đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc đã trao tặng 70 phần quà cho các học sinh nghèo trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, xã Hòa Hiệp và học sinh nghèo thuộc chương trình Nâng bước em đến trường trên địa bàn huyện, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng từ nguồn vận động của các mạnh thường quân. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, lực lượng vũ trang huyện Xuyên Mộc nói riêng trong việc chung sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo đời sống các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nâng bước các em học sinh đến trường, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết dân quân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm sáng đẹp phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong năm 2022, lực lượng vũ trang huyện Xuyên Mộc sẽ đẩy mạnh thực hiện 5 mô hình công tác dân vận khéo, tiếp tục xây dựng từ 2 đến 3 căn nhà tình nghĩa quân dân và thực hiện tốt các mô hình do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức như lực lượng vũ trang đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, dân quân nắm hộ dân, ăn sáng cùng ngư dân, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thể dục thể thao cùng các giáo xứ, giáo hội và cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện. Chương trình Hòa Nhịp Phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.